Chào tất cả anh em, mình là Tài Bắt Độ. Hôm nay mình về sản phẩm SC Project Slip-on dành riêng cho MT03 và Yamaha R3. Anh em nhìn qua sản phẩm một chút, bô được các tem nanoze cực đẹp luôn. SC Project, đây là Slip-on này, Slip-on liền bô luôn anh em nhé. Tất cả đây, một khối luôn, không phải là loại mà slip-on rời nữa. Slip-on rời thì riêng cái loại slip-on rời đã rất đắt tiền rồi, nên đây con này liền khối luôn nên là giảm chi phí rất nhiều luôn, rất đẹp. Cái họng bên trong thì nhìn qua thì anh em mình tưởng nó rất to, đây cái miệng này rất to, thì cái lòng bên trong thì lại vừa phải thôi. Đây khoảng 51 anh em nhé, nó không quá to nên là tạo âm thanh rất trầm ấm luôn. Nhưng mà cái này mà nó ra hết ở ria này, cái lòng bên trong này mà ra hết ria này thì lỗ rất rát luôn anh em nhé. Đây lòng bên trong lại nằm gọn lại như này, bên ngoài thì to thôi nhưng bên trong thì rất gọn và đẹp. Anh em nhìn qua mối hàn, con này được mạ titan anh em nhé, không phải titan xịn đâu, được mạ màu xanh titan thôi. Anh em mình về thì lắp như zin, tháo bô zin ra và cái đoạn này thì cắm vào cái bầu hơi zin của MT03 hoặc R3 và siết cái ốc này lại là ok. Ở trên này thì có cái đai mình không cầm đây đó, đai bắt vào đây là xong thôi. Anh em có thể xem qua một chút về sản phẩm. Rất đẹp luôn. Vì là lắp vào bầu hơi zin của MT03 của R3 nên là anh em mình mua slip-on ấy thì chỉ chọn cái bô lon ngắn này thôi. Mà lon dài quá thì anh em biết là đi qua cái bầu hơi zin của MT03 của R3 thì nó xử lý hết âm thanh rồi. Đi qua đây nữa thì là phải yêu cầu cái lon, nếu mà lắp slip-on thì yêu cầu phải cái lon ngắn thì để tạo âm thanh nó to một chút. Nếu mà anh em lắp lon dài thì khẳng định với anh em luôn là lỗ như zin anh em nhé. Nên là vì thế là con này lắp phù hợp với MT03 với R3 lắp slip-on là rất đẹp luôn, không phải chế cháo bất cứ một cái gì cả về lắp như zin. Còn anh em nào mà cắt bầu hơi zin đi thì độ con này vào thì chắc chắn là lỗ rất to và rát, tại vì dòng SC là vốn dĩ là lỗ rất to và rát rồi. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip của mình.